Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Regame. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em về cách nhanh nhất để lấy được những món vũ khí và bộ giáp 4 sao ở trong game nha. Ok, để lấy được các món đồ 4 sao thì anh em sẽ đi tới những lá cờ có kích thước lớn. Anh em ngồi nghỉ ở đó, sau đó anh em chọn phần Reinforcement. Thì cái phần Reinforcement này là phần để anh em triệu hồi những nhân vật NPC đi cùng với anh em trong một màn chơi. Thì ở mỗi nhân vật NPC này nó sẽ có một cái level ở đây. Thì cái level này nó giống như là mức độ thân thiết của anh em với nhân vật NPC đó. Thì khi cái level này lên tới level 10 là anh em sẽ được nhân vật NPC đó tặng cho anh em bộ giáp và thanh vũ khí 4 sao. Thì để farm được cái level này lên level 10 một cách nhanh nhất thì anh em có thể sử dụng một món đồ có tên là Cup of Cordiality. Thì anh em sẽ chỉ cần sử dụng khoảng từ 5 tới 6 cái cấp này là cái level thân thiết của anh em với nhân vật NPC sẽ lên tới level 10. Để farm được cái cấp này thì anh em sẽ vào trong phần map, đi đến part 2 và chọn cái map thứ 3 có tên là The Demon Fort of the Yellow Heaven. Thì anh em lưu ý là cách farm này chỉ hiệu quả ngay sau khi mà anh em đã chơi xong cái map này thôi nha. Thì từ vị trí ở cây cờ đầu tiên, anh em sẽ chạy đi tìm một cái rương, mở cái rương đó ra và anh em sẽ nhận được một cái Cup of Cordiality và một cặp kiếm Chivalrous Swordsman 2 sao. Sau khi lấy xong cái cấp thì anh em sẽ chạy ra và cắm cây cờ lớn ở gần đó xuống. Sau đó anh em vào trong phần Travel và lại tiếp tục quay trở lại cái map đó là anh em có thể farm được vô số cái cấp này. Thì để lên được cấp 10 thì anh em sẽ chỉ cần 5 tới 6 cái cấp này cho mỗi nhân vật là anh em sẽ lên được level 10. Và khi đã lên được level 10 thì nó sẽ hiện là Sworn Brother, anh em kết nghĩa. Thì sau đó anh em sẽ out ra ngoài, chọn phần Delivery là anh em sẽ nhận được bộ giáp và thanh vũ khí 4 sao của nhân vật NPC. Ok, và đó là cách mà mình đã xin được mấy món đồ xịn sò từ các nhân vật NPC. Nếu anh em yêu thích những video hướng dẫn về mẹo trong Go Long và cả trong những tựa game khác thì anh em có thể ấn nút theo dõi trên kênh channel của mình để không bỏ lỡ về những video hướng dẫn đó nha. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.